Em xin chào các anh, em tiếp tục em xả thanh lý một cái bộ dàn nữa của Denon các bác nhé. Đây là con Denon M30 kết hợp với đôi loa Denon MS3. Đấy, đôi này thì nó về là nó bị lệch màu cái vỏ loa nhé. Vỏ thì đẹp, tuy nhiên cái xi dáng của nó lệch màu nhau. Tóm lại là đây là hai chiếc khác seri nhau, vẫn là nét mà là rai, vỏ đẹp, tuy nhiên bị lệch màu. Đấy. Và cái này thì em bán cho những bác nào mà không quan trọng cái màu sắc lắm, nhưng mình vẫn có thể là nghe nhạc bình thường ấy. Mình cần rẻ mà nghe nhạc hay thì mình lấy những con này. Đấy. Thì ở đằng sau đây là cái con máy này là con Denon UDM30. Để mình có thể kết nối điện thoại máy tính mình nghe nhạc ở trên máy tính điện thoại qua được dây AV phía sau nhé. Đấy. Máy thì có thể chỉnh bắt test trên mặt máy được luôn. Đây ấn tông này. Đấy, ấn tông SDB on là chế độ ấy nha đây. Đấy, thì có thể tăng cường thêm tiếng bass lên này. Tiếp ra chép này. Đó. Thì bác nào mà đang có nhu cầu mua con này để báo em nhé. Đây, còn đây là function để chuyển các đầu vào này. Các cái đường vào nó sẽ gồm có là MD và tape. Đấy. Thì tương ứng với đường MD nó sẽ là đường này 1 ở phía sau. Tương ứng với đường tape nó sẽ là đường này 2. Đấy. Đường tape là đường này 2 nhé. Đấy. Đấy, thấy chưa? Ở đây các bác cắm nai 1 thì chuyển đường MD và cắm nai 2 chuyển đường tape nhé. Nó vặn tiếng nên là nghe thôi. Con này có CD tuy nhiên thì em cái CD thì em không báo chạy nhé. Các bác về các bác tự test nhé. Đấy. Thế bây giờ em xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của cái bộ dàn này. Đấy. Bộ này thì bình thường ra nếu như mà loa không bị lệch màu đấy, thì là em bán cái bộ này nó khoảng tầm 2 triệu 7, 2 triệu 8 một bộ này. Thế có bộ này bị thôi nó lệch bầu em bán nó xả nhanh luôn là 1 triệu 700 nhá, 1 triệu 700 nghìn bộ này nhá. Thôi bán 1 triệu 690 nghìn đi nhá, bác nào mua Noel nhá. 1 triệu 6 luôn nhá. Bán xả luôn 1 triệu 6 bác nào mua Noel nhá. Vâng. Hàng về không gây căng đâu nhá. Ok nhá, thì bác nào mà mua bộ dàn này thì alo em, số điện thoại đặt hàng là 0979 891 682 hoặc là 0966 594 581 nhé các anh nhá. Xin chào mọi người và xin hẹn gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo bên em.